Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá chôm chôm giá nhãn ngày 24 tháng 7 năm 2023 giá tăng. Cụ thể, hôm nay nhãn y đo là 17-18.000 đồng một ký. Nhãn da bò là từ 8-10.000 đồng một ký. Nhãn xuồng là 20-25.000 đồng một ký. Chôm chôm Java từ 5.000-6.000 đồng một ký. Chôm chôm đường là 10.000-12.000 đồng một ký. Chôm chôm Thái là 14-15.000 đồng một ký. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video, cũng như có thể bình luận để trao đổi thêm thông tin. Xin kính chào.